Nay em đi thăm vườn quýt, thu xong sẽ phục hồi lại vườn quýt này. Và thực sự là 14 năm rồi cái quýt đã. Đây là quýt Lai Vung. Ăn rất là nhiều quýt rồi. Này để chỉ chia sẻ lại cho mọi người thôi. Năm mới, nhìn những cái cảnh nó đẹp. Chứ lúc nào làm mình sẽ nói thực sự cái quýt này quá sai luôn các bạn. Còn nó đẹp, nó đẹp kinh khủng luôn. Đây thân cây quýt. Và ở đây thì anh Mười chủ vườn thì anh ấy làm quýt thì mình cũng học hỏi được anh rất là nhiều về quan điểm về dinh dưỡng. Để làm cho một cái vườn quýt mà sống tồn tại mười mấy năm là không phải là chuyện đơn giản. Cô chú anh chị ai mà đã từng làm cây quýt thấy hiểu. Và để cho đến gần lúc mình thu và được cái quýt quả màu nó đẹp như này này. Đó, trái đều, màu đẹp. Và ăn thì rất là ngon. Cũng nói luôn mà cô chú anh chị thì 2 tháng là người ta sẽ không có phun xịt gì hết. Cái quýt này ăn cũng rất là tương đối an toàn rồi đấy. Là quýt an toàn. Và trước đó là họ cũng hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lên cái quýt. Chỉ cái lúc mà trái nhỏ thôi, bắt buộc. Nói này mình cũng có sao thì chia sẻ vậy. Chứ không có thể nào là mình nói nó sai được. Vì vườn quýt này là anh em mình cũng năm là mình sẽ làm sẽ có nhiều cái dự án để cho cái vườn quýt này. Dự án gì, khu lịch sinh thái hả? Ăn không? Ăn chưa? Ăn chán chưa? Yên tâm đi, mới phun thuốc rồi, không sao hết. Phun thuốc kháng gửi không sao. Trời ơi, cây này mà đánh bỏ vào chậu ha, bán đôi triệu một cây cho mấy cái biệt thự. Trời ơi, quýt này hôm nay nhìn nó đẹp bảo ha, màu lên màu, lên màu đẹp. Được cái là thời tiết nó lạnh lạnh ấy, cái quýt nó lên màu rất là đẹp. Mình thì đi qua cái cầu này anh xem bảo làm cái chấm dưới chắc. Cả ngày đi nó mệt mỏi rồi mà tự nhiên vào cái vườn quýt này nhìn thấy nó rực rỡ luôn. Bả làm mồi rồi. Thôi mồi sao được mà mồi. Yến bà nãy mà nói mình ra giờ bà làm cái thẳng kìa. Hả? Anh mời chị đi ngoài, anh mời em ở nhà. Tại vì ở nhà có thằng con. Trời ơi, cái cây quýt này không biết đếm bao nhiêu quả chị. Nhờ. Có cây 500 kg á. Trời ơi, một cây quýt này 500 kg của chị rẻ mấy cây 500 kg luôn. Màu trái nó bóng. Cái mặt vườn này tôi nói nha, tụi em mà vô cái tay tụi em rồi đó nha. Nếu mà tụi em có đầy đủ, đầy đủ hết đó nha. Vô tay em thì có mà em ăn no. No luôn, chị ra đây là em ăn thôi. Chị ra đây chắc đó chị giật mình luôn á. Nói gì nói chứ phải tháng Tết thì chị phải ra một thùng với hai thùng gì cũng không bà. Bình thường. Trời ơi chị. Sợ tụi em lại không có trái hả? Chị em với nhau một thùng là cái gì? Cứ Tết sang năm chị sai em kỷ niệm chị hai thùng luôn. Dạ dạ. Em quý còn hết. Thì... Hai anh em có mới có hai tay còn thiếu hai tay nữa mà. Wow, nó đẹp. Dạ dạ. Đây, bạn nhìn cái quýt này sai.